cậu nghe cách âm mà. Anh ơi, nó cách âm mà. Từ từ. Bé giờ xin thua rồi, em thua. Ừ, thua nha. Bây giờ nè, coi anh nè. Đâu đâu, thử đây, thử đây. Quy quýt. Quy quýt. Quy mà quy quýt. Em ơi. Ê, 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 anh nè. Nhìn anh đi. Đó, chào anh nè. Xin chào nha, các em nha. Đi, say, say. Đi dòng Việt Nam theo bánh con tàu. Anh có ai ca sĩ không? Anh thật sự có ai ca sĩ không? Em nói sao đi em hát 50 bài nên không bao giờ theo được bài nào hết. Bài hát này bài hát anh theo được hứa luôn. Hai, ok ba. Đi dòng Việt Nam theo bánh con tàu đi. Không hợp nha. Dạ. Ủa? Sao có mày đi trên này? Ê. Ê. Ngô Kiến Quy. Lại đây. Một gối xôi của ông giữ xe. Đâu? Cô nên gì không? Chú giữ, chú có một gối xôi thôi. Mà chú làm nghề giữ xe cực lắm. Mình có nên hay không? Mình bây giờ cũng đang đói hơn chú. Lương tâm sao cho phép. Cái xôi của chú đi. Xôi chú hả? Xôi được của chú hả? Chú ăn chưa? Xôi vô vũ. Mình đếm thứ ba nếu mà không ai nhận thì mình số 1 2 2 3 3 của rơi. Cái nước để lại à? Cái gì vậy má? Ê, hôm nay như thần thần tiên tỷ đâu ra? Ê cái này tao thầy ở đâu hay sao nè? Thầy giả dạng. Trời, cái gì vậy? Quỷ lắm. Thức tiền. Dạ con cảm ơn chú. Dạ tấm lòng của chú con không thể nào mà không nhận được. Ê, ê, dừng tay lại. Tấm lòng của chú kìa, chú nói anh trường gian chứ dằn mặt anh kìa. Chú, con chú nói chú là tại sao anh là không cho tụi em ăn? Chúc chú sức khỏe nha. Dạ con tên là Kiều Minh Tuấn. Dạ đây là Hứa Dân. Dạ không phải Hứa Dân. Đây là Hoàng chú. Trời nói quá sạc. Quay qua giới thiệu em hợp đây là Hứa Dân. Hộp bánh, hộp bánh. Còn hộp gì nữa? Hộp đèn, hộp đó hộp đèn rồi chú. Hứa Dân chú hả? Cho đây đông chè chú. Wow. Để đi để trễ, ta thấy bác tài xế hơi quạo. Không, ủa chưa có mà. Chưa. Lên. Mang đi máy bay. Mấy đứa nhỏ đi xe. Đi. Xe khác. Mình xe khác chứ hả? Này chỉ là diễn đúng không? Chắc vậy. Chỉ là diễn thôi. Sao lại đông đông như vậy chứ? Chỉ là diễn. Có ai không à? Trời ơi. Hồi cuối cùng luôn. Trời ơi. Hồi cuối cùng là hồi ỏi liên tục luôn. Bấm nữa hả? Sống mà bấm muốn tịnh tâm anh nè. Ai lường trước điều gì? Đó hỏi chứ đó đi đó đi mọi người hỏi à. Ơi 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 bậy cục tạ của em á, nó là niềm vui của em á. Dạ ai đánh tập tạ chơi nha, chạy xong tắp chỗ cái camera luôn nè, tập tạ ở đây nha, để ngực được nha. Dạ rồi. Dạ tạm biệt mọi người. Ờ trên niềm chịu khó ngồi đây nha. Ê, ngồi chỗ anh là ngon. Ôi, máy quay dữ vậy. Hello mấy em. Đúng rồi, chào nên để ngồi đi. Đó. Dạ, chào mọi người. Chào mọi người. Thì đó, nó thúi rồi nha em nha. Rất là gọi là ủ chua. Núp cái gì? Vậy. Trời, chị đánh pháo lên anh em ơi. Mình đi hành trình, mình đi với nhau, không có ngủ đâu nè. Ê, cái cây micro em đâu ta? Cái cây micro là cái gì? Cái micro hát của em. Ê, cái vali của anh đòi vali sao mấy đứa không để bên đây nè. Tại lát phải phục vụ văn nghệ nữa. Cho nên nếu bây giờ mà đi cái đường xa vậy nó rất là mệt mỏi và chán chường. Cho cái vali. Thì anh cần phục vụ văn nghệ à. Lấy vali hồi tí nữa tụi anh còn thay sim y ra chứ. Đúng rồi. Thầy Nguyên Quy có ý kiến gì đi mà không phải đi về quê mà gọi im lặng vậy.
tưởng. Loa và tà đấy. Quá rồi, đói. Không, mang mấy, nhưng mà bây giờ có đủ chỗ không? Đủ chỗ ngồi á. Ba người ngồi hả? Ba người ngồi ở đây hả? Còn trên dưới đây? Lát ơi, ekip lại ngồi hết á. Ekip ngồi đâu? Anh tưởng là không còn đủ chỗ thì để vali ở đây, tại vì tí nữa còn thay đồ mà. Xe này thấp hơn xe tôi. Sao mà bằng tôi được chứ? View rộng nè. Này giá trị lắm á. Đây là view triệu đô, nhìn đi. Xe này anh tưởng là cái view. Sở tư pháp hả? Đùa quá vậy. View này là view triệu đô đó. Giỡn đâu. Làm gì mà dễ dàng mà nhìn thấy sở tư pháp được. Đúng rồi. Khó lắm. Hả? Tự nhiên em dục cái con Jennifer của anh. Anh đã phạm luật. Gì vậy? Chương trình á lúc nào cũng phải bên con Jennifer. Thì tự nhiên em quăng qua đó chi. Anh thả con Jennifer ra để em bắt con Jennifer. Không. Anh phải đeo vào con Jennifer chứ. Tự nhiên cái con Jennifer của anh để bên đây. Trời ơi, bây giờ mới để con Jennifer bị méo. Nắng lại. Hey. Mặt. Giờ tiếp tục hành trình chưa? Trời, buộc lòng anh em ngồi dự view anh em ơi. Hai. Trời ơi, body không à. Ờ. Toàn là dân body không à, Master BT không à, kêu ngồi sát nhau, bây giờ phải nghiêng ngả vậy nè. Master Muscle, Kích Fit, Training, Cardio, Cardio. Cardio, hay là Cardio nha. Mà thua. Thua. Đi xe đò. Xe đò, tu. 8 tiếng. Chú. Ba anh Lâm kìa mọi người. Ba hello. Chú nha. Hello. Ba chú nha. Tạm biệt ạ. Vâng. Thưa nghe. Tạm biệt. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Không cho chú thấy hình ảnh này. Mày giật mình nè. Giả bộ đó. Ủa bên kia là người ta làm gì ta? Hội thắng người ta làm gì? Bây giờ mình chơi một cái thử thách đi. Bây giờ mình chạy ngoài đường thì mình sẽ vơ tay. Cái cửa vậy là không có mở ra mà tiếp tế đồ ăn được. Để coi mọi người biết mình không? Nếu nếu như người không ai biết thì làm lên đi. Xe. Làm lên xe. Coi, nè bây giờ em thử anh áo đỏ nha. Em thử áo đỏ anh biết okay. Em không nha. Ôi. Bẻ quá, bẻ tiếng quá. Phá lại. Ơi. Tôi đâu có nghe cách âm mà. Anh ơi. Nó cách âm mà. Từ bé giờ chưa thua em thua. Thua nha. Bây giờ nè coi anh nè. Đâu đâu thử đây đây. Quy quýt. Quy quýt. Quy mà quy quýt. Em ơi. Ê ê ê ê ê ê anh nè. Nhìn anh đi. Đó chào anh nè. Xin chào nha các anh em nha. Hai ngày một đêm. Xin chào. Hai ngày một đêm. Ghê chưa. Hai ngày một đêm. Quá một rồi. Rồi. Không có chuyên nghiệp gì hết. Đúng rồi. Tới em. Rồi anh Quy nha. Em không cần phải làm cái gì đập cửa đập kính gì như mọi người hết trơn. Bắt sang lên. Vô trong rồi. Từ bao giờ mình có cái nghề quát khách vậy? Đây. Mày á, vô mày đó. Em chỉ ngồi đây thôi. Ừ. Giờ luôn đi. Anh không cần. Ê bé bé ngồi kia bé đây. Ngồi kia. Hai ngày. Một đêm. Một đêm. Không nhìn luôn. Không nhìn luôn. Nhìn luôn. Cảnh đang coi khách. Liếc hãy luôn. Từ từ. Phải cho em có cơ hội đèn đỏ. Đó thấy chưa. Em không nói gì. Chú giáo dạy nhìn liền. Đó. Đây nè. Anh áo xanh nè. Chị có bầu. Chị có bầu. Kêu chị có bầu giùm em. Ở đây. Hello. Chị lao công. Kêu đây. Chị lao công. Hey. Chị lao công. Hey. Quét gió. Quét gió là quét gió. Trời ơi. Thấy chưa. Trời ơi. Kìa, chó. Đại diện. Ai là gì? Người anh. Go, go, go. Đại lượng. Dogs. Dogs. Cái gì? Dogs. Ê, vậy là mình làm khùng làm điên 8 tiếng luôn rồi. 8 tiếng đó. 8 tiếng nha. Tới đó là đột quỵ là vừa. Tới đó là đột quỵ là vừa. Không, em nghĩ là mình không đột quỵ đâu. Mà những bé quay phim mới đột quỵ nha. Mình thì ngồi để coi ai mỏi hơn ai. Mấy người phải cầm máy quay đúng đó không? Luôn. Đúng không? Để coi ai mỏi hơn ai. Vì đặng này hành tụi tôi. Nè. Trời ơi, quay phim ơi. Nhớ nha, anh không cho đổi nha. Không cho đổi tài nha. Cầm máy nó cầm hoài luôn nghe chưa? Em thấy cầm bé. Ngày cầm đêm đi. Anh kia anh đổ hồi. Đổ hồi không? Nách rung giật 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 kìa. Trời ơi. Mắc gì quay là phải kê cái tay lên lên cái ghế. Mà nãy nó mặc đồ
mặt này là dễ ra mồ hôi này nọ, nhưng mà ra ngoài kia mới dễ đó. Thì khi mà gồng như vậy, cái cơ nách nó hoạt động liên tục và lăn thế này, thì cái tuyến mồ hôi nách và cái nước nách nó ra rất là nhiều, và cái nước nách nó ra rất là nhiều, và cái nước nách nó ra rất là nhiều. Nước nách thì em nghĩ là mùi là do nhân viên phim thôi, chứ diễn viên mình sẽ không có cái khả năng đó. Rung nách liền, tông mình tay rồi quạo liền, tông mình tay rồi. Trời ơi, được em không thành hả? Thôi đi ngang quán cà phê anh đã có người ăn rồi. Nữa à? Trời đất ơi. Ủa, quán ở đây hả? Đây quán anh. Em nè. Ê quán vậy, em đúng không? Không có ngủ nè. Ê không có ngủ, coi xe không ngủ. Anh, cái này quán đối thủ em anh. Ê có chút công an kìa. Thôi đừng. Thôi nghiêm túc đi, chú công an. Chú công an. Anh chú công an rồi.